VanFast chính thức ra mắt mẫu xe ô tô điện thông minh đầu tiên của Việt Nam VFE34 với giá ưu đãi mở bán 590 triệu đồng, tiết kiệm 100 triệu đồng và miễn phí thuê bao pin 1 năm. Chi phí thuê pin và sạc điện hàng tháng bằng chi phí xăng, xe được bảo hành 10 năm, đặt cọc 10 triệu đồng và hoàn cọc nếu không nhận xe. VinFast VFE34 gồm những tính năng thông minh như điều khiển bằng giọng nói với khả năng nhận diện giọng nói bằng tiếng Việt, không phân biệt vùng miền. VFE34 trở thành vị trợ lý ảo đáng tin cậy trên mọi hành trình. Tự học, GHD nhớ và đề xuất ứng dụng trí tuệ nhân tạo. VFE34 mở ra kỷ nguyên di chuyển của tương lai khi có khả năng tự học, ghi nhớ và đề xuất hệ thống điều hòa và giải trí, đem đến sự hứng khởi cho mọi chủ nhân. Ứng dụng quản lý xe thông minh hướng tới sự an tâm và thuận tiện tối đa cho bạn. VFE34 sẽ tự động cập nhật phần mềm xe từ xa, FOTA, cảnh báo tình trạng pin, tìm kiếm định vị và dẫn đường tới trạm sạc. VinFast VFE34 thân thiện với môi trường, không phát thải CO2, giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, hiệu quả chi phí thuê bao pin và sạc điện hàng tháng tương đương xe xăng, chi phí bảo dưỡng rẻ chỉ tương đương 25% âm 30% xe xăng, tiện lợi dễ dàng sạc tại nhà tại hệ thống trạm sạc rộng khắp của VinFast, khả năng sạc siêu nhanh, đi tới 180 km chỉ sau 15 phút sạc. Nhiều người Việt Nam lo lắng đi xe điện thì hệ thống trạm sạc làm gì, đã có nhiều mà sử dụng xe, đi giữa đường hết điện thì sạc như thế nào? Theo VanFast, quy hoạch 2021 hệ thống trạm sạc pin xe sẽ triển khai hơn 40.000 cổng sạc cho ô tô và xe máy điện phủ khắp 63 trên 63 tỉnh thành và 100 cao tốc, quốc lộ huyết mạch. Thiết bị sạc đa dạng và hiện đại theo tiêu chuẩn châu Âu, đáp ứng hành trình thuận tiện và an tâm cho khách hàng. Chính sách đặc quyền cho người tiên phong, giá bán lẻ áp dụng cho xe không kèm pin 690 triệu đồng, giá mở bán ưu đãi áp dụng cho xe không kèm pin chỉ 590 triệu đồng xe, miễn phí thuê bao pin 1 năm đầu tương đương 17.4 triệu đồng. Quỹ vì tương lai xanh của tập đoàn Vingroup dành tặng 30 triệu đồng. Xe áp dụng cho khách hàng chuyển đổi từ xe động cơ xăng sang xe ô tô điện VFE34 thông qua dịch vụ đổi cũ lấy mới Smart Solution. Xe được bảo hành 10 năm, mức đặt cọc 10 triệu đồng. Khách hàng được chuyển nhượng chuyển giao, chấm dứt thỏa thuận đặt cọc và rút lại tiền đặt cọc theo quy trình và hướng dẫn của VinFast. Khách hàng có quyền chuyển đổi tiền cọc từ ô tô điện VinFast VFE34 sang ô tô điện VinFast VFE35 hoặc VinFast VFE36. Thời gian áp dụng 24/3 đến ngày 30/6/2021. Về thông số kỹ thuật, VFE34 gồm 5 chỗ ngồi, kích thước dài rộng cao 4.300, 1.793, 1.613mm, chiều dài cơ sở 2.610mm, khoảng sáng gầm xe 180mm, hệ thống 6 túi khí, công suất tối đa 110kW, mô men xoắn cực đại 242, kích thước la răng 18 inch pin trên VFE34 loại pin lithium ion, quãng đường chạy không một lần sạc đầy 300km, NEDC, di chuyển 180km chỉ sau 15 phút sạc với cổng sạc nhanh của VinFast. Về ngoại thất, VFE34 gồm 8 màu đa dạng phong cách. Phần đầu xe vẫn gồm giải đèn LED hình chữ V nhận diện đặc trưng của VinFast. Phần cản thể thao nhô ra phía trước khiến tổng thể xe nhìn vuốt lên. Phần đuôi xe mang nhiều hình dáng thu nhỏ của Lux SAV. Về nội thất, VFE34 có vô lăng đê cắt, màn hình trung tâm dọc kích thước lớn, cần số điện tử, ghế da. Anh em thấy xe VanFast VFE34 thế nào? Có đủ hấp dẫn để là người tiên phong sử dụng không, hay còn lo lắng điều gì? Hãy comment trao đổi cùng Lên Xe TV nhé, và cũng đừng quên đăng ký kênh.